Hello, mến chào quý anh chị em đã quay lại kênh Cá Với Màu của mình nha. Mình là Thắng Lê của Việt Farm. Thì hôm nay em có chương trình cực kỳ khuyến mãi và ưu đãi anh chị em luôn. Và tặng quà cho anh chị em là một bịch cám như clip nha anh em ơi. Đó, đây là thức ăn siêu tăng trưởng nha, dành cho các con hay cá bự ăn đều được nha anh em ơi. Khi mà anh chị em mua cá bên em nhớ bấm đăng ký kênh YouTube ha. Đó, bấm đăng ký kênh YouTube của em là em sẽ tặng thêm một phần quà là một bịch cám như clip nha anh em ơi. Một bịch là 50g ha, cho cá bự hay là cá con ăn đều ok nha. Cái thức ăn này á, là con cá ăn rất là phát triển nha anh em, rất là mập luôn nha. Hồi lúc trước là em nuôi cá số lượng lớn thì em cho ăn thức ăn này nè, con cá của em nó rất là mập luôn. Đó, đây là cám dành cho tôm á anh em, nói chung là cám dành cho tôm á ha. Đó, con cá ăn phát triển rất là nhanh luôn ha. Thì em mới dành cho cá ăn thì con cá này không ăn nhạy và sung lắm nha, tại vì nó chưa quen là thức ăn mới á, tại lâu lắm rồi em không cho ăn lợi, nhưng mà hôm nay em cho cá em ăn lợi ha anh em, thấy không? Đó, con cá ăn được, con cá phát triển rất là lớn luôn ha, đặc biệt đó là mấy con cá nhỏ nó ăn được luôn nha anh em, tại vì cái cá này rất là nhỏ nha. Đó, cái nhỏ xíu à, mấy con cá nó rất là mịn luôn, mấy con cá như con cá này ăn rất là nhanh phát triển mà mau lớn luôn đó anh em ơi. Nó thì đây là một cá bên em sẽ tặng thêm nha, nhớ bấm like và đăng ký kênh cho em nha. Rồi bây giờ dòng cá đầu tiên muốn gửi đến anh chị em á, dòng cá full gold của xanh hàng giống nha. Cái lô này em vừa lấy dưới chạy lên luôn nè anh em ơi, em vừa lựa dưới chạy ha. Nó đích thân em đi kiếm hàng tốt, hàng xịn về cho anh em chơi này ha. Đó, cái hàng này lên là cực kỳ, cái bộ ghe là ok lắm anh em ơi. Đó, đây là cá mái nha anh em, thì cái bộ này thì nó lên full tay bơi hết trơn rồi nha. Hàng này hàng tay bơm, trong đây có một số con nữa lên lông e luôn nha. Lông e là tay bơi nó dài hơn cá hơn nha anh em. Đó, tay bơi nó dài hơn nha, dài lắm luôn, nhìn đẹp luôn. Hàng này hàng tiễn, hàng VIP cho anh chị em đó. Thì anh em nào có bắt thì liên hệ cho em ha. Thì hàng này là 150k một cặp ha. Anh em bắt combo 3 cặp là 400k ha. Đó. Rồi anh em nào muốn lựa cái hàng tiễn hơn nữa, cái hàng mà tay bơi lông e thì anh em liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo em để góc phải màn hình đó ha. Thì con cá nó càng đẹp thì cái giá trị nó càng cao nha anh em ơi. Đó, cái bộ này cực kỳ tốt cho anh chị em làm giống luôn đó. Đợt này em lên khoảng tầm 40-50 cặp thôi, anh chị em tranh thủ bắt nha. Còn đây là cá chấm của dòng full gold nha anh em. Cá chấm thì nó không có bình thường anh em ơi. Cái dòng full gold đó là chủ đạo là cá mái, con cá chấm anh em thấy không? À, con chấm thì nó như nhau à. Nó đều lên full dãy và full tay bới dân luôn. Thì chấm á, có chấm ghen mà chấm nghi bông, chủ yếu là chấm ghen thôi ha. Trong chấm ghen á là nó không, nó dí máy rất ok nha, còn chống ghi bông nó dí máy không đạt. À, trong đây thì có game và ghi bông, em để em để lộn xộn á anh em, thì anh em không bắt ghi bông hay game thì được cả nha. À, ví dụ em bắt 4-5 cặp vậy thì bắt hai chống ghi bông, hai chống game nhé, nó đẹp anh em. Con chống ghi bông thì đẹp hơn chống game, nhưng mà con chống game á thì nó dí máy đạt hơn chống ghi bông nha. Nhưng mà chủ đạo là con cá mái thôi nè, con cá mái mà lên full nhảy full tay bơi là hàng là ok cho anh em làm giống rồi đó. Anh em nào có mua gold hàng giống thì hàng VIP ok thì cứ liên hệ cho em nha. Đó, cá rất là đã và sung và đẹp cho anh chị em luôn. Rồi tiếp theo là em lên dòng gồng đỏ BDS Hắc Ngôn nha anh em. Đó, cái hàng như clip nha. Cái hàng này là 80.000 một cặp, combo 5 cặp là 300k. Đó, 5 cặp là 300k. Em tặng thêm một bịch thức ăn khi mà anh chị em đăng ký kênh của em nha. Đang bấm đăng ký kênh YouTube của em đi để mà theo dõi sắp tới, để em sẽ ra nhiều clip hay hơn và nhiều dòng cá đẹp cho anh chị em chơi đó ha. Cho nên em có thư giãn, mình ngắm cá mình thư giãn nha anh em. Đó, thì gồng đỏ là rất là đẹp luôn nè. 5 cặp là 300. Cái hàng này là đuôi hắc môn luôn. Còn mà cái hàng mà không lên hắc môn thì giá em sẽ nhẹ giảm một xíu cho anh em ha. Thì khi nào em lên cái hàng đẹp thì em bán hàng đẹp. Hàng mà không đạt khung á thì em báo là không đạt nha. Còn hàng như clip á là chưa phải gọi là quá VIP nhưng mà ok, ok cho anh chị em chơi đó. 5 cặp là 300, lẻ là 80.000 một cặp nha anh em. Đó, đây là cá trống nha. Cá rất là đẹp luôn, bung vây lưng, vây đuôi rất là đẹp. Gồng này gồng của Thái nha anh em. Đó. Thì anh em nào có chơi đặt cá thì liên hệ qua số điện thoại và Zalo em để góc phải màn hình đó nha. Anh em nhắn tin qua Zalo giúp em nha. Rồi muốn đặt dòng cá nào thì cứ chụp màn hình gửi qua rồi nhắn cho em đi. Rồi em sẽ báo giá cho anh chị em, rồi ok thì em gửi cá cho anh chị em nha, cho nên anh chị em yên tâm. Còn đây là mấy con cá mái gồng đỏ nè anh em thấy không? Cá mái gồng đỏ thì cái body khá là bự ha. Vây đuôi vây lưng rất là to nè, cái bộ này thì đang bung rồi nha, bung rất là đẹp luôn. Về anh em ghép vô và cho sinh sản nha anh em, anh em ghép vô và cho sinh sản. Cá chỉ ôm trứng thôi. Mấy con gồng đỏ nè nó nổi bật cái là cái vây đuôi vây lưng rất là to anh em, với lại vì con trống nó cũng khó dí mái, cũng hơi khó ăn đồng một xíu á, anh em phải nuôi diện tích nó nhỏ hơn một xíu nha, cho nó tỷ lệ đạt nha anh em. Đó, chứ mấy con này nó ăn nhiều thiệt nhưng mà nó đẻ cũng ít lắm anh em ơi, tại vì nó vây nó quá bự đi, nó dí mái cũng khó lắm á.
Thì anh em nào muốn chơi gồng đỏ này cứ nhắn cho em nha, cá rất là đẹp luôn và khỏe và sung. Cá thì em gửi cho anh chị em ha, lựa những cá ok nhất, khỏe mạnh nhất gửi đến anh chị em, và không lựa những cá mà bị lỗi, đặt lỗi nha anh chị em. Còn đây là Dumbo anh em ơi. Dumbo hàng này thì em đang bán cho anh chị em là 50.000 một cặp ha. Combo 5 cặp á là 200k ha. Hàng rất là đẹp luôn. 5 cặp 200k em tặng thêm một bịch thức ăn luôn. Đó, tặng thêm một bịch thức ăn ở đầu clip nha anh em. Thì hôm hở em khuyến mãi là đơn từ 300 em mới tặng, nhưng mà hôm nay em cho khuyến mãi lớn hơn nữa là anh em thì anh em mua cá bên em á là em sẽ tặng thêm luôn. Và anh em nhớ bấm đăng ký kênh nha anh em, đăng ký kênh theo dõi em nha, đăng ký kênh mới tặng nha, còn anh em không đăng ký là em không có tặng anh em nữa ha. Tại vì mình coi qua có lợi anh em trao đổi với nhau ha. Đó thì chung là cũng hỗ trợ rồi tặng thêm cho anh chị em á. Dumbo rất là đẹp luôn, tay bơi màu xanh xanh đó nè, trên thân thì có một lớp platinum ha. Đó, cái hàng này size tơ nha, size tầm 2-3 tháng rồi mà nó bung rất là đẹp luôn. Dumbo này anh em mua môi trường rộng á, anh em nó phát triển rất là nhanh luôn, và em để đến hồi em phơm. Còn đây là blue tặc văn nha, đợt này em lên blue tặc văn là anh em ơi âm hỏng và anh em hỏi quá trời luôn. Thì tặc văn hàng này là 40.000 một cặp ha, 5 cặp là 150. Tặc văn này cực kỳ dễ nuôi anh em, với lại tính trạng nó khỏe đó nha. Tặc văn là cái đầu nó xanh xanh anh em thấy không, đó, cái thằng này màu đen đen nên đen xanh ha, cái đầu ánh xanh lên rất là đẹp luôn, như là câu xanh cho anh em. Cái dòng này giá rẻ nè mà đẹp mà dễ chơi nữa, anh em nào mà thích cái màu hơi tối tối ha, huyền ảo mà kiểu như là như thế này nè thì đặt về chơi nha. Đó, anh em nuôi mà top view thể nói là cực kỳ đẹp luôn, top view nuôi mà trời ha, hay là nuôi say chơi trong hồ trong nhà mình đánh cái đèn rất là đẹp luôn. Đó, để là tối tối như thế này đánh đèn rất là đẹp luôn, kết hợp thêm khay thủy sinh đồ hay kia đồ ha, thì luôn đặt văn phải nói là cực kỳ ok, dễ nuôi, sinh sản nhiều, khỏe đẹp. Đó, mà giá cực kỳ mềm luôn, tại vì nó sinh sản rất là nhiều. Có 40.000 một cặp thôi, 5 cặp là 150, tặng thêm một bịch thức ăn luôn. Đó, khi anh em đăng ký kênh YouTube của em nha. Tiếp theo là em lên dòng AB Situ Gold Nippon. Hàng này là Finchi luôn nha. Đó, hàng này đợt này anh em bắt cá như clip nha. Cá như clip là 3 cặp á là 3 cặp là 300k là Finchi nha anh em. Đó, 3 cặp lên Finchi nha anh em thấy không? Hàng giống nha, cực kỳ VIP luôn. Đó, còn mà không lên Finchi thì giá khác nữa. Còn Finchi như clip á thì 3 cặp 300 à. Lần này em để combo luôn, để là 150 một cặp. Đó, hồi lúc trước em mua cặp là giá rất là cao. Cái dòng này rất là độc lạ anh em, tại vì anh em nhìn con cá ha, thấy được cái nội tạng bên trong luôn nè, ruột gan ha, trứng con cá luôn nè, nhìn xuyên thấu luôn, si thu và xuyên thấu đó. Dòng cá này dù anh em nuôi đó, khi mà nó gần đẻ là anh em thấy con trong bụng luôn, thấy cái con đó ha, thấy cái con trong bụng luôn á là anh em tách đẻ rất là dễ. Con này dòng này thì mắt đỏ, nhìn nó rất là lạ, độc lạ ha. Thì anh em nào muốn chơi cái dòng này thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo em để góc phải màn hình đó nha. Anh em cứ nhắn tin qua Zalo ha. Thì cá em ship toàn quốc luôn nha anh em. Anh em ở đâu em cũng gửi được hết luôn. Đó, cá thì bờ ship toàn quốc ở Hà Nội 100% cho nên anh chị yên tâm. Anh em ở miền Nam thì một hôm có, miền Trung thì 2 hôm, miền Bắc thì 3 hôm. Cá này em ship toàn quốc, anh em yên tâm. Cá rất là đẹp luôn. Những con cá này là cực kỳ rẻ nha anh chị em. Còn tiếp theo là em lên dòng full ghép Blue Air. Thì đợt này full ghép Blue Air size tơ nha anh em, size là 2 tháng hơn à. Nó cá chống như clip nha. Con cá chống nó còn bung nữa nha anh em, cái tay nó còn bự nữa, còn màu còn lên nữa nha. Đó, đây cả cá chống nè. Cá mái thì còn tơ. Nói chung là hàng này còn tơ nên em bán giá khác. Hàng tơ em bán 50.000 cặp ha. 6 cặp là 200k. Anh em bắt 6 cặp đi. 6 cặp là 200, tặng thêm một bịch cám nha anh em, thức ăn nha. Về anh em cho cá anh em ăn đó nha. Đó, anh em luôn full ghép này, nói chung là màu nó đỏ đẹp ha. Mà hai tơ bơi màu sơn xanh đó, nhìn nó khá là bắt mắt nha anh em. Trên top view đẹp á. Đó, thì anh em có thích chơi dòng này thì cứ liên hệ cho em. Tuy cái dòng này là mắt đỏ nhưng mà nuôi rất là dễ nha, tính trạng nó khỏe. Bộ anh em yên tâm ha, nó dễ nuôi lắm nhiều. Nó cực kỳ dễ nuôi cho nên anh chị em yên tâm. Tiếp theo là lên dòng con ghen. Con ghen này thì cũng dễ nuôi nữa anh em ơi. Tính trạng khỏe nha. Tại vì em nuôi thân nữa rồi cho nên anh em yên tâm. Chỉ có 40.000 một cặp thôi. Để anh em là 6 cặp là 200. Tặng thêm một bịch cám nha, bịch thức ăn cho anh em á. Cái hàng câu gan này thì giá rẻ lắm. Tại vì nào lên tay bơi rồi nè, lên tay bơi rồi full lưng đồ ha thì giá mới cao đó. Hàng này cho anh chị em muốn chơi vòng câu tập chơi rồi ha thì ok, hàng này cực kỳ dễ nuôi luôn, đẹp, giá mềm nữa nè. 6.200 rồi coi gan e. Anh em nào có cần đặt cá thì cứ nhắn qua số điện thoại và Zalo, hàng này góc phải màn hình đó nha. Anh em nhắn qua Zalo giúp em.
Cá thì em ship toàn quốc và bảo hàm 100%, cho nên anh chị em mua cá bên em yên tâm nha. Cá thì em lựa những con cá mà khỏe mạnh ok nhất gửi đến anh chị em, chứ không gửi những con cá mà bị tặc, bị lỗi, bị bệnh gì hết nha anh em. Đó, anh em yên tâm. Nhưng mà vận chuyển nhiều khi nó vận chuyển đến nơi thì con cá nó lâu xui rủi anh em, nói chung là xui rủi thì có thể bị này kia thôi, chứ bình thường thì anh em yên tâm, em đóng gói ok luôn. Còn đây là thức ăn nha anh em, đây là em bán nè. Thức ăn này là cám thái MV 3/5, một bịch như vậy là 50g, trị giá là 40k, hỗ trợ lên màu, bung vây tốt, phát triển tốt nha anh em. Em có trộn thêm một phần hàm phần ít đó là tảo sắn, gọi là tảo siboguina gì đó nè, em không nhớ tên, tên tiếng Anh hay đọc khó đọc xíu nha. Đó, thì cám này ăn rất là thơm luôn. Cám này chủ yếu là dành cho cá từ 1 tháng tuổi dưới lên nha anh em, từ 1 tháng tuổi dưới lên ăn là ok. Cái gì tại vì cái viên cám nó hơi bự một xíu ha, mấy con cá này ăn là ok anh em thấy không. Hỗ trợ lên màu rất ok luôn. Thì cám bắt đầu clip á, là phát triển tốt, giúp con cá mang nhanh lớn. Rồi cám này là giúp con cá lên màu tốt nè, kích thích ăn nhiều rồi ha, nó hỗ trợ bung quay bung đua rồi rất là ok luôn. Đó thì anh em đã có chơi dòng nào thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo để có phải màn hình đó nha. Còn clip em giới thiệu cái màu ở đây là kết thúc nha anh em ơi. Nói chung là chúc anh chị em xem clip vui vẻ nha. Ở gần là trồng cá nào thì hú em nha. Và nhớ đừng quên bấm đăng ký kênh và like để lại một comment nha anh chị em. Rồi chúc anh chị em xem clip vui vẻ.